Meo Trần, ai cứu Duy khỏi chuỗi coi? Mặt cười. Tập trung mục tiêu nào. Chú ý cô xanh kẻ địch. Duy Nguyễn, hi hi anh Nam chào buổi tối. Ok Duy. Tớ Duy đi ngủ rồi. Chưa ngủ à? Hữu Khánh, hello anh. Hello Hữu Khánh nha. Thả đẩy cũng gớm phết đấy. Tuấn Vũ, anh không lên kiếm truy hồn NS à? Không em ạ. Nguyễn Thành Vinh, hello anh. Hello Thành Vinh nha. Rồi. Mát Blue à? Gì vậy trời? Dỗn hoài vậy các bạn ơi. Dỗn hoài vậy. Chơi điện tử mà Mát Blue. Mát thực phẩm, Mát tập biến nhá. Mày. Ngọc Phong, hello anh. Hello Phong. Thôi Nam chắc là rút đây. Để hộ lại nhé. Hộ lại là chỉ có niệm đấy. Floor này, Floor Forest nào này. Meo Trần, biết thế để im CP rồi vào like anh. Ngon. Này thì add the dreamer. Cần hỗ trợ. Từ từ, tôi đang tới. Này nó biết rồi, này mời anh lại nha. Cậu cả họ Nguyễn, anh em 94 chào anh Nam nha. Alo anh em 94 nha. Ủa 94 là ở đâu? 94 là ở đâu á? Game này có vẻ xuồn đấy anh em ơi, xuồn á, gắng đi anh em ơi, xuồn á. Làm phải lên gần top này phát ra, phải đi gần hợp lý một tí nha. Đâu rồi ta? Mặt cười lộn ruột. Chơi này. Rồi. Chiến nó hay rồi, 10 điểm. Này nào mới đi mua được mấy cáo đẹp lắm. 94 bạc liêu. Nào mới mua được mấy cáo khoác để mặc mùa đông đẹp lắm. Này sắm đồ đi chơi xong rồi. Tiện thế là sắm đồ Tết luôn. Đồ đi chơi đó để Tết mặc luôn. Hợp lý. Này sắm được mấy quả áo đẹp lắm thì khoe cho đẹp thực sự. Cậu cả họ Nguyễn, 94 là ở Bạc Liêu nè anh. Ok nha. Từ từ thấy anh Quy bên này rồi. Tao thấy mày bên này rồi chứ phải tao không thấy đâu. Ghê. Ủa thì sạch bông rồi, thấy hiện cái đéo gì đây.
Trần Huyền Bảo Ngọc, thế mà không mặc để lên ảnh. Phải để dần đi chơi mặc chứ. Để dần lên đi chơi mặc chứ, lên ảnh cái gì trời ơi, trời là trời ơi. Núp cái gì đó ông cháu ơi. Xong đoạn hình quang lên à, không phải hình quang. Rồi cả nha. Trời cắn cái dây sạc khó chịu quá nha. À thành đi. Mấy cao khoác bomber ấy đẹp thực sự. Có cái này nó hơi đắt. Nguyễn Minh Đức, hello anh nhé. Hello Đức nha.